Sau việc lần đầu gặp nửa kia, Lương Thế Thành chê bai Thúy Diễm, Kevin Khánh khiến Khởi My phát ghét. Tuy vậy thì cuối cùng số phận vẫn sắp đặt cho họ trở thành bạn đời của nhau. Trấn Thành Harry Won là một trong những cặp đôi vàng của showbiz và luôn xuất hiện trước ống kính với hình ảnh ngọt ngào tình tứ. Nhưng ít ai biết khi vừa mới quen nhau, Trấn Thành đã khiến vợ mình bị sụp đổ hình tượng trầm trọng. Vốn trong mắt Harry, anh là nghệ sĩ đa tài, thông minh và nhạy bén trong công việc. Khi cùng nhau hợp tác, cô nàng còn được Trấn Thành mua thức ăn ngon cho. Nhưng chỉ vừa cảm ơn xong thì nhận lại câu nói như gáo nước lạnh. Trời ơi, sao chân em to như voi vậy? Con gái là không được mập đâu em phải giảm cân đi. Một lần khác, cô lại được anh nhắc nhở. Sao em ăn mặc xấu thế, em phải thuê stylist riêng đi. Chính điều này khiến Harry ác cảm với danh hài. Dù biết xuất phát điểm của Trấn Thành chỉ muốn tốt cho mình, từ đó nữ ca sĩ bắt đầu né anh vì cảm thấy cả hai chưa thân thiết đến mức để vô tư nhận xét về nhau như thế. Văn Anh, Tú Vi, ấn tượng đầu tiên của cặp tiên đồng ngọc nữ hoàn toàn trái ngược nhau khi Văn Anh hoàn toàn bị vẻ ngoài dịu dàng nữ tính của Tú Vi chinh phục. Thậm chí anh đặc biệt ấn tượng với mùi hương tinh tế từ nữ diễn viên, thì cô lại chỉ có một suy nghĩ duy nhất, người đâu mà sao xấu quá. Tuy nhiên sau đó khi cùng hợp tác làm việc, cả hai dần bắt được tần số của nhau và thân thiết. Tú Vi nhận ra anh chàng này không hề xấu mà tình cảm. Còn Văn Anh thì khỏi phải nói, càng lúc càng yêu mến cô nàng xinh đẹp này. Thế là chẳng bao lâu sau, showbiz Việt lại có thêm một cặp đôi hạnh phúc khác. Lý Hải, Minh Hà gặp nhau trong một dự án âm nhạc. Minh Hà cho biết ban đầu mình chẳng có ấn tượng gì quá sâu sắc với anh. Thế nhưng càng tiếp xúc, cô nhận ra nam ca sĩ là một người rất hiền lành, chân thành, nên dần dần trong tim nảy nở tình cảm đặc biệt lúc nào không hay. Phần Lý Hải khi vừa biết Minh Hà đã để ý đến cô gái xinh đẹp này bởi nét dễ thương và dịu dàng. Hơn nữa, cô sinh viên khi ấy tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất tâm đầu ý hợp, cũng như hiểu ý anh, khiến công việc diễn ra được suôn sẻ tốt đẹp. Lương Thế Thành, Thúy Diễm. Ngay lần đầu tiên gặp mặt, chàng soái ca của màn ảnh Việt đã thẳng thừng trêu chọc bạn diễn. Sao em đen hơn anh vậy Diễm? Chính điều này đã khiến Thúy Diễm vừa tức giận nhưng lại phải nhớ hoài về anh. Sau đó cô còn bị Lương Thế Thành bất cẩn làm cho ngã một cú đau điếng tại trường quay. Khỏi phải nói, cô lại càng khắc sâu ấn tượng về người đàn ông này. Trong mắt Lương Thế Thành, Thúy Diễm là người lạc quan, luôn tươi cười trong mọi trường hợp. Tuy vừa gặp đã trêu chọc, nhưng ấn tượng đầu tiên của anh về cô nàng không phải là làn da, mà chính bản tính thân thiện, hoạt bát đã khiến nam diễn viên có cảm tình. Kevin Khánh, Khởi My có dịp hợp tác rất tình cờ, phải nói là như một sự sắp đặt của số phận trong MV gửi cho anh. Cặp đôi đã khiến nhiều khán giả đổ rầm rầm vì thể hiện quá ngọt tình yêu tuổi học trò trong sáng tươi đẹp. Thế nhưng Khởi My cho biết lần đầu tiên gặp cô đã không có mấy thiện cảm với Kevin Khánh. Cụ thể nhìn mặt rất ghét và nhìn bóng bóng nên không có thích. Riêng Kevin sau khi đóng xong MV rất vui mừng, thậm chí còn về khoe với gia đình con được Khởi My mời đóng MV, vì khi đó anh chỉ mới bắt đầu sự nghiệp, còn giọng hát người yêu cũ đã là gương mặt nổi tiếng. Số phận run rủi để cả hai có dịp hợp tác liên tục trong nhiều dự án và phải lòng nhau lúc nào không hay. Trung Kiên, Lê Phương. Cuộc hôn nhân tan vỡ, Lê Phương từng tự nhủ không dễ dàng mở lòng ra với ai nữa. Thế nên lần đầu tiên khi gặp cậu em Trung Kiên, dĩ nhiên nữ diễn viên không hề mảy may chú ý. Hay phải nói là có ấn tượng đấy, nhưng không mấy tốt đẹp. Người gì vừa đến trễ mà còn nói nhiều. Trớ trêu thay, khi Lê Phương khó chịu ra mặt, thì Trung Kiên lại đem lòng yêu mến cô gái xinh đẹp, lúc nào không hay. Hẳn nhiên nữ diễn viên dằn mặt anh chàng ngay với lối xưng hô chị mày, nhưng đáng tiếc chẳng có tác dụng gì. Sau đó khi chủ động khoe giọng hát ngọt ngào với ca khúc Thao Thức Vì Em, Trung Kiên bất ngờ ghi điểm trong lòng người đẹp, và chính điều đó đã khiến khoảng cách giữa cả hai dần biến mất. Sau chia tay Huyền Thương, Karik hẹn hò với nữ diễn viên bộ tứ 10A8. Mới đây, hình ảnh được cho là Karik đi chơi cùng một cô gái lạ. Cả hai bịt khẩu trang kín mít để tránh sự chú ý giữa trung tâm thương mại. Karik từng khiến công chúng xôn xao khi công khai hẹn hò cùng Huyền Thương trong chương trình Vì Yêu Mà Đến. Nhưng chỉ được một tháng đã chia tay. Sau đó Karik và nữ sinh đã trò chuyện nhiều hơn và đi ăn với nhau. Nhưng qua một thời gian tìm hiểu thì hai người quyết định giữ mối quan hệ ở mức bạn bè, chứ không phải tình yêu nam nữ. Mới đây, hình ảnh được cho là Karik cùng một cô gái lạ xuất hiện cùng nhau giữa trung tâm thương mại được chia sẻ trên mạng xã hội. Trong những khoảnh khắc được ghi lại, cả hai đã bịt khẩu trang kín mít để tránh sự chú ý của nhiều người. Nhưng dù che chắn đến mấy, thì hình ảnh cặp đôi vẫn được cư dân mạng ghi lại. Chưa dừng lại, cô gái lạ mặt đấy còn tình tứ, đút đồ ăn cho Karik. Cô
Cô gái đút đồ ăn cho anh chàng được cho là Carrick giữa chốn đông người. Nhiều người cho rằng cô gái đó chính là diễn viên Thùy Anh. Cô đã từng tham gia bộ phim Hot Teen, bộ tứ 10A8. Xuất hiện giữa trung tâm thương mại nhưng cả hai giọng ca Người Lạ Ơi và cô gái đó đều đeo khẩu trang bịt kín, tránh để sự chú ý của nhiều người. Nhưng hình ảnh đó được cư dân mạng đã kịp thời ghi lại. Hình ảnh được cho Carrick xuất hiện cùng cô gái lạ mặt bịt khẩu trang kín mít bất ngờ được chia sẻ. Trùng hợp là chiếc áo này từng được Thùy Anh diện trước đó. Đây chính là người yêu tin đồn của Carrick. Chắc chắn nếu ai đã từng là fan của bộ phim ấy sẽ không thể quên cô nàng Phan Linh, ngây thơ hồn nhiên mà diễn viên Thùy Anh đảm nhận vai. Làn da hơi ngâm cùng lối trang điểm đậm chất phương Tây khiến Thùy Anh ngày càng khác biệt. Từng bị gắn mác thảm họa thẩm mỹ, dung nhan của những mỹ nhân Việt này hiện tại lại khiến ai nấy đều nhẹ nhõm. Từng bị chê cười là thảm họa của phẫu thuật thẩm mỹ, các sao nữ này dần lấy lại phong độ ở thì hiện tại. Hồ Quỳnh Hương không chỉ nổi tiếng với giọng hát cao phúc, phong cách biểu diễn độc đáo, mà một thời gian dài cô từng gây tranh cãi với nghi án phẫu thuật thẩm mỹ quá đà. Khán giả từng chứng kiến nhan sắc của nữ ca sĩ biến đổi đột ngột đến khó hiểu. Cô đã sử dụng khá nhiều những biện pháp thẩm mỹ từ nhẹ đến nặng như nâng mũi, gọt cằm, cắt mí, bơm cằm, tiêm filler và bông tóc. Công chúng không thể đếm hết những lần thẩm mỹ để trùng tu nhan sắc của Hồ Quỳnh Hương. Họ chỉ thấy cứ thi thoảng cô xuất hiện với gương mặt sưng vù. Ở chỗ này, lúc ở chỗ kia, mỗi lần lộ diện Hồ Quỳnh Hương lại gây sốc cho người hâm mộ bằng gương mặt cứng đơ với những đường nét xô lệch không khác gì tượng sáp. Có một thời gian dài Hồ Quỳnh Hương tuyên bố giải nghệ và gần như mất tích khỏi showbiz. Nhiều người đồn đoán rằng nữ ca sĩ phải chịu di chứng từ những lần phẫu thuật thẩm mỹ thất bại đến mức không dám nhìn ai. Tuy nhiên, vào khoảng 3-4 năm trở lại đây, Hồ Quỳnh Hương liên tục tái xuất trở lại trong nhiều chương trình âm nhạc. Khán giả mới thở phào vì nhan sắc của nữ ca sĩ thanh thoát hơn xưa, dù khá khác lạ. Tuy nhiên, họ vẫn hài lòng với một Hồ Quỳnh Hương của thì hiện tại. Yến Nhi, nữ ca sĩ Yến Nhi cũng một thời gian dài khốn khổ vì tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Khi khán giả nhìn thấy khuôn mặt cô mỗi ngày một khác lạ, trước áp lực dư luận, Yến Nhi đã phải không ít lần lên mặt báo để khẳng định mình chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ. Thế nhưng gương mặt cứng đơ cùng chiếc cằm nhọn bất thường của Yến Nhi vẫn khiến khán giả nghi ngờ cô là nạn nhân của việc lạm dụng dao kéo. Vì nguyên nhân trên, Yến Nhi thường xuyên bị xếp vào nhóm sau việc tụt dốc nhan sắc. Không ít lời đồn đoán cho rằng nữ ca sĩ đã tiêm bông tóc quá đà khiến gương mặt bị sưng phồng. Cũng như đàn chị Hồ Quỳnh Hương, một thời gian dài cô ẩn tích khỏi làng giải trí. Chỉ thi thoảng gần đây Yến Nhi mới dần tham dự vài sự kiện của showbiz. Người ta thấy khuôn mặt của cô đã hài hòa trở lại và tươi tắn hơn xưa. Kỳ Hân là một trong số ít những nữ nghệ sĩ dám công khai phẫu thuật thẩm mỹ. Ở thì quá khứ, khi mới chân ướt chân ráo vào showbiz, cô đã từng tự ti vì dung nhan quá kém sắc. Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, Kỳ Hân tự tin hơn hẳn và đón chào những cơ hội mới. Vào đầu năm 2016, sau khi công khai chuyện tình cảm với Mạc Hồng Quân, Kỳ Hân lại quyết định phẫu thuật thẩm mỹ lần nữa để được đẹp nữa đẹp mãi. Khi cô xuất hiện tại buổi ra mắt do cô đảm nhận vai chính, đã khiến khán giả và giới truyền thông phát hoảng vì gương mặt cứng đờ sưng phù. Thời điểm đó, Kỳ Hân giải thích là bản thân cô bị dị ứng, phải uống thuốc nên mặt mới bị sưng nhiều như vậy. Tuy nhiên, chỉ sau đó ít lâu, hình ảnh Kỳ Hân nằm trên giường sau phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc đã được chia sẻ rầm rộ trên mạng, làm ai nấy đều hoang mang nhưng lại khẳng định được rằng đây mới là lý do khiến gương mặt cô nàng sưng phù và biến dạng như vậy. Sau khi kết hôn cùng cầu thủ Mạc Hồng Quân, nhan sắc của Kỳ Hân đã được nhận xét ngày càng mặn mà hơn. Hiện tại siêu mẫu đang tập trung lo cho gia đình nhỏ của mình. Diệp Lâm Anh, cách đây một năm khi xuất hiện trên thảm đỏ một sự kiện ra mắt phim, Diệp Lâm Anh trở thành tâm điểm của dư luận bởi khuôn mặt sưng húp bất thường. Khá nhiều nghi vấn đặt ra, cô đã sử dụng dao kéo để có gương mặt đẹp hơn. Một số khán suýt xoa tiếc thay cho cô vì nhan sắc của Diệp Lâm Anh đã quá hoàn hảo, không cần phải can thiệp dao kéo làm gì. Hình ảnh gương mặt sưng phù của Diệp Lâm Anh bị cộng đồng mạng so sánh với cựu thành viên nhóm nhạc 2NE1, Park Bom, một thảm họa phẫu thuật thẩm mỹ của Hàn Quốc. Ở thời điểm đó, Diệp Lâm Anh lý giải cho khuôn mặt sưng húp của mình là do bản thân cô bị suy nhược, đêm không thể ngủ được, da cũng không được căng mịn. Cô đã cố gắng để tăng cân nhưng tình hình ngày càng tệ hơn nên phải thực hiện một phương pháp làm da căng mịn hơn. Vì phản ứng của thuốc nên bị phù nề và bản thân cũng hơi chủ quan mới khiến công chúng tá hỏa. Bẵng đi một thời gian, hình ảnh hiện tại của Diệp Lâm Anh đã khiến mọi người không còn lo lắng. Tháng 5 vừa qua, cô đã chính thức lên xe hoa về nhà chồng.
Phi Thanh Vân tố chồng cũ cắt hết khoản chu cấp cho con trai, giờ hai mẹ con sống thế này. Nữ diễn viên bức xúc vì gần một năm nay Bảo Duy phớt lờ trách nhiệm làm cha, để mặc cô một mình nuôi nấng bé Tấn Đức. Phi Thanh Vân tâm sự, từ năm 2017 đến nay, cô gặp vận xui liên tục cả trong công việc lẫn đời sống riêng. Sau khi ly hôn với Bảo Duy, nữ diễn viên một mình đảm đương việc kinh doanh vừa chăm sóc con trai Tấn Đức. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ tôi giàu sang sung sướng, họ tưởng chồng cũ vẫn chu cấp cho con tôi mỗi tháng 10 triệu, nhưng thực tế không phải như vậy. Tôi thấy chua chát khi nghĩ đến chuyện này, Bảo Duy chỉ gửi tiền nuôi con được đúng một tháng rồi ngưng luôn đến bây giờ. Gần một năm nay anh ta không hề chu cấp gì cho bé Tấn Đức. Nữ hoàng giao kéo bày tỏ cô từng vài lần nhắn tin yêu cầu chồng cũ thực hiện nghĩa vụ làm cha, nhưng Bảo Duy chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Vì không muốn đôi co cãi vã với Bảo Duy nữa, nên Phi Thanh Vân giao cho bộ phận chuyện thu hồi công nợ của công ty làm việc với chồng cũ. Người bên tôi gọi điện nhắc nhở Duy liên tục, nhưng gần một năm trời anh vẫn chỉ ừ hử, lảng tránh dần dần, thì chặn tất cả các cuộc gọi của nhân viên bên tôi, Phi Thanh Vân bức xúc. Người đẹp giải thích bé Tấn Đức hiện tại hơn 2 tuổi, đang học ở một trường mẫu giáo liên doanh quốc tế, tốn kém rất nhiều chi phí. Phi Thanh Vân mỗi tháng cô tốn gần 20 triệu đồng để lo cho con. Do công việc bận bịu thường xuyên phải đi công tác xa nhà, nên nữ diễn viên thuê một người vú chăm sóc Tấn Đức. Cô chấp nhận trả lương cho người giúp việc cao hơn mặt bằng bên ngoài nhiều để họ toàn tâm toàn ý lo cho con trai mình. Ba mẹ ruột của Phi Thanh Vân cũng thường xuyên lui tới thăm hỏi, thăm cháu ngoại. Tôi kể ra những chuyện này không phải để gây ồn ào hay tranh cãi với Bảo Duy nữa. Tôi chỉ hy vọng nếu là người cha, người đàn ông đàng hoàng, thì Bảo Duy hãy thực hiện đúng quy định của tòa án về việc cấp dưỡng cho con. Đằng này anh ta không hề chu cấp nhưng vẫn lên báo nói rằng đang lo cho con trai. Tôi không thích kiểu nói dối như vậy. Nếu sau này Tấn Đức lớn lên, biết ba mình là người như thế, chắc con sẽ buồn lắm. Bố mẹ tôi cũng không hài lòng khi Bảo Duy nói những điều không đúng sự thật. Bây giờ mỗi khi bé Tấn Đức ốm đau phải đi viện, chỉ có tôi, bà vú và bố mẹ lo cho cháu. Mọi khoản chi tiêu cho con đều do một mình tôi bỏ ra. Ai cũng biết là năm qua việc kinh doanh của tôi gặp nhiều sóng gió, hao tốn tiền của rất nhiều, chứ không phải lúc nào cũng dư giả. Nếu Bảo Duy vẫn không thực hiện nghĩa vụ do tòa án quy định, tôi sẽ nhờ pháp luật can thiệp, Phi Thanh Vân nói. Hiện tại, nữ diễn viên vẫn đi về lẻ bóng. Cô nói tử vi của mình là số đào hoa, đi đâu cũng gây chú ý, được nhiều người đàn ông theo đuổi. Nhưng lận đận về tình duyên, sau hơn một năm ly hôn, Phi Thanh Vân vẫn chưa sẵn sàng mở lòng với bất kỳ người đàn ông nào. Tôi đã lỡ hai lần đò nên không muốn lần đò thứ ba lại lỡ nữa. Chắc chắn tôi sẽ rất nghiêm túc, có phần khắt khe khi tìm hiểu người tiếp theo mình lấy làm chồng. Bây giờ tôi ở cương vị người đứng đầu một công ty, giữ chức danh tổng giám đốc, lúc nào cũng phải gồng mình lên gánh vác, lèo lái việc kinh doanh. Đây cũng là một trở ngại khiến các anh phải suy nghĩ khi đến với tôi. Nhưng nhờ vậy tôi có thể sàng lọc, tìm những người đàn ông thực sự có tâm, có đức, có đủ tài để chinh phục được mình. Trước những tiết lộ của vợ cũ, Bảo Duy thừa nhận anh đã ngừng chu cấp cho con trai một thời gian vì thấy Phi Thanh Vân lơ là chăm sóc bé Tấn Đức không tốt. Tôi gửi tiền được 4 tháng rồi thôi, bởi tôi thấy vợ cũ suốt ngày đi vắng, giao con hoàn toàn cho bà vú. Bé Tấn Đức nhìn rất gầy gò, tội nghiệp. Tôi cảm thấy tiền mình chu cấp chưa được sử dụng hợp lý nên không gửi nữa. Trước đó khi tôi vẫn còn chu cấp mà Phi Thanh Vân cứ đi rêu rao là tôi không gửi tiền nuôi con khiến tôi rất bức xúc. Hiện tại tôi bận quay MV và chuẩn bị đóng phim với anh Hoài Linh nên không rảnh để tranh cãi với Phi Thanh Vân nữa.